Rất là nhiều bạn hỏi Huy hiện tại là Huy đang dùng loại lăn khử mùi nào. Và đây là loại lăn khử mùi mà Huy dùng từ 2017 là tức là đến giờ là hơn 4 năm rồi. Và đây là cái lăn khử mùi mà Huy thích nhất từ trước đến giờ. Có là tất cả những cái loại lăn khử mùi mà Huy đã dùng qua thì cái này là Huy thích nhất, cái này là cùng bị nha mọi người. Ví dụ như mà chúng ta bị tiết mồ hôi nhiều ở vùng nách hay là chúng ta bị mùi cơ thể á thì chúng ta nên dùng loại lăn này. Ok mọi người, đó là có nhiều người hỏi thì Huy quay video này cho mọi người luôn ha. Và nếu như chúng ta muốn dùng lăn khử mùi mà tốt thì chúng ta nên dùng loại lăn khử mùi này nha. Xin chào mọi người.